Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, trái bơ có tác dụng rất là tuyệt vời ha cả nhà. Bơ có tác dụng là ổn định huyết áp, ăn bơ rất là tốt cho mắt, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Bơ còn có tác dụng là trị mụn và làm đẹp da mặt nữa đó các bạn. Và trong bơ có nhiều vitamin A và các khoáng chất khác, rất là tốt cho bà bầu và thai nhi nữa. Các bạn nhỏ nhà mình rất là thích ăn sinh tố bơ nên hôm nay mình làm sinh tố bơ vừa ngon lại vừa bổ dưỡng. Và đây là mình chuẩn bị 800 g bơ này các bạn. Khi mà chín thì một số loại bơ nó chín nó có màu tím như thế này, một số bơ nó chín thì nó cũng có màu xanh như thế này, nhưng mà khi mà mình rờ vào trái bơ đó mình thấy nó có mềm mềm á, đang là bơ chín, mình sử dụng bơ chín để mình làm sinh tố nha các bạn. Và mình chuẩn bị là một bịch sữa Vinamilk nè, một ít đường và sữa ông thọ, sữa đặc đó các bạn, mình có thể sử dụng sữa khác cũng được. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm sinh tố bơ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt bơ nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ bóc cái vỏ cái bơ ra. Bơ chín thì mình bóc vỏ rất là dễ thôi các bạn. Sau khi mà bóc vỏ và bỏ phần hạt đi rồi đó các bạn, mình sẽ cắt nhỏ các bạn. Mình cắt nhỏ miếng bơ ra như thế này để mình bỏ vào cối xay sinh tố thì xay cho nó dễ các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường nhé các bạn. Bạn nào mà mình thích ăn ngọt thì mình có thể cho thêm đường. Tiếp theo nữa là sữa đặc nè. Mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh sữa. Tùy theo các bạn mình thích ăn béo hơn thì mình sẽ cho thêm nha các bạn. Tiếp theo nữa là sữa tươi nha các bạn, mình sẽ cho 110 ml sữa tươi. Bây giờ mình sẽ đem đi xay nha các bạn. Sau 1 phút thì mình đã xay xong bơ nè các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món sinh tố bơ rồi nè các bạn, rất là ngon và bổ dưỡng. Các bạn có thấy sinh tố bơ hấp dẫn và ngon không nè? Chúc các bạn thành công. Các bạn nhấn đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.